Minh Đức mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, thảo luận dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Những nội dung lớn của dự thảo luật được các đại biểu Quốc hội quan tâm gồm phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, nguyên tắc và chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhấn mạnh dự án luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, đại biểu cho rằng dịch vụ và dịch vụ công nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật, tuy nhiên chưa được ra soát bổ sung đầy đủ trong các điều khoản trong luật, cùng với đó đại biểu đề nghị cần bổ sung một số mối quan hệ pháp lý như mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công với công dân, tổ chức vì cơ quan nhà nước không phải là một tổ chức kinh doanh và hoạt động không vì lợi nhuận một số ý kiến khác cho rằng để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi lừa dối trong dự thảo luật đã có quy định rõ ràng các trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp thông tin minh bạch chính xác và đầy đủ về hàng hóa dịch vụ cho người tiêu dùng các biện pháp bồi thường xử lý cho người tiêu dùng khi có sự cố sản phẩm hàng hóa khuyết tật Tuy nhiên trong thực tế, việc thực hiện xử lý các hành vi lừa dối người tiêu dùng còn bất cập. Đại biểu cho rằng dự thảo luật cần quy định cụ thể tiêu chí đánh giá xem hành vi của tổ chức cá nhân kinh doanh có lừa dối người tiêu dùng hay không, dựa trên khả năng nhận thức, nhận dạng của người tiêu dùng thông thường. Tiếp tục quan tâm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi, có cơ chế chính sách đồng bộ khả thi đột phá để thu hút các nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư ngoài ngân sách đó là một số nội dung mà các thành viên ban thường vụ thành ủy xác định cần phải tập trung thực hiện trong tháng 6 năm nay tại cuộc họp thường kỳ tháng 5 diễn ra vào sáng nay. Thành ủy đã tổ chức sơ kết tổng kết các nghị quyết kết luận của Trung ương, các nghị quyết của thành ủy theo kế hoạch đề ra, triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết hướng dẫn của Trung ương và thành ủy theo đúng quy định, đồng thời ban hành các quy định chỉ thị chương trình kế hoạch về các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ. Tình hình kinh tế xã hội phát triển ổn định, các lĩnh vực chỉ tiêu chủ yếu được duy trì tăng trưởng và cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng trên 11%, tổng doanh thu từ du lịch trên 560 tỷ đồng, thu ngân sách trên 6.000 tỷ, thu hút 97 dự án đầu tư. Tại cuộc họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố trình bày phương án đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7. Dự kiến tổng diện tích đất thu hồi của dự án này là hơn 270.600 m2, có 1.090 tổ chức hộ gia đình bị ảnh hưởng. Trong đó có 71 tổ chức, 109 hộ gia đình cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Và cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển Thanh niên Cần Thơ tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Tình Nguyện Hè năm 2023. Ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên, đại diện các sở ban ngành đoàn thể cùng với 1200 đoàn viên thanh niên tham dự. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thành phố năm nay với chủ đề Tuổi trẻ Cần Thơ tham gia chuyển đổi số vì thành phố dân mình để tổ chức theo phương châm an toàn, thiết thực, hiệu quả. Với một chương trình và bốn hoạt động trọng tâm như chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch qua phường đỏ và chiến dịch thành quân xanh với các chỉ tiêu cơ bản như xây dựng mới ít nhất 10 tuyến phố dân minh với các tiêu chí sáng xanh sạch đẹp dân minh an toàn xây mới ít nhất 15 nhà nhân ái nhà tình nghĩa nhà khăn quàng đỏ hỗ trợ triển khai thực hiện quá 380 ý tưởng sáng kiến của đoàn vị thanh niên hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân tại buổi lễ thành đoàn cần thơ cũng đã tiếp nhận bản tượng trưng các vật tư thiết bị vật dụng và tiền từ các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện các công trình phân diện trong dịp hè Dịp này, tuổi trẻ thành phố cũng ra mắt 12 đội hình chuyên gồm khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, hành quân xanh qua phường đỏ, mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, tiếp sức mùa thi và chuyên độ số. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố lưu ý các sở ban ngành thành phố, các cấp quỹ đảng, chính quyền địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và có hướng triển khai thực hiện phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó đề nghị tổ chức đoàn cả cấp cần có kế hoạch cụ thể thành lập ban chỉ huy chiến dịch để chịu trách nhiệm hoạt động chiến dịch hè tại địa phương đơn vị mình kiên quyết không để chiến dịch hè do đoàn phát động trở thành hình thức hay bệnh thành tích. Đảng ủy phường Tân An quận Đống Kiều vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ chính quyền và các tổ chức chính trị phường Tân An đã đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, kết nạp 32 đảng viên mới đạt trên 64% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng, tổng thu chi ngân sách phường hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành việc nâng cấp 4 hẻm nhánh với tổng kinh phí trên 650 triệu đồng. Văn hóa xã hội cũng có bước phát triển, công tác giáo dục khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả cao. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, các chính sách cho người có công giới cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế được triển khai đầy đủ kịp thời và đúng theo quy định. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả và càng đi vào chiều sâu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ phường Châu dân Liêm quận Ô Môn, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, phường hiện đã đạt được 10 trên 13 chỉ tiêu nghị quyết chia ra. Hiện phường có 2.802 cơ sở thương mại dịch vụ, tăng 147 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tỷ thủ công nghiệp bình quân tăng 10% mỗi năm, ước thực hiện được trên 6.400 tỷ đồng, tăng trên 1.200 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Phường hiện còn 17 hộ nghèo, chiếm 0,28%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được kiềm chế và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, kết hợp được 47 đảng viên đạt trên 62% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Đối với đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, trong nửa nhiệm kỳ qua đã có 11 trên 14 chỉ tiêu đạt và vượt so với tiến độ bình quân. Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, huy động các nguồn lực xây dựng thị trấn, xứng tầm là đô thị trung tâm của huyện Cờ Đỏ, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển vào lĩnh vực thương mại dịch vụ của địa phương. Đến nay thị trấn có 1.370 cơ sở thương mại dịch vụ và mua bán nhỏ, tăng 82 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ, Tổng mức bán lẻ các sản phẩm thương mại dịch vụ đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 305 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Mức sống của người dân được nâng cao. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người thị trấn Cờ Đỏ đạt hơn 75 triệu đồng một người một năm, cao hơn so với mặt bằng chung của toàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, có rượu bia mà điều khiển xe được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Để kéo giảm số vụ tai nạn, trong 3 tháng qua, Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ và các quận huyện đã triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn. Đến nay, thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố do người uống rượu bia gây ra đã giảm. Giao lộ đường 30 tháng 4 và Nguyễn Văn Linh là một trong những điểm kiểm tra cố định về nồng độ cồn do Trạm Cảnh sát Giao thông Hương Phú thực hiện hàng đêm. Nếu như trước đây, trong khoảng thời gian từ 20 giờ trở lên, lượng người vi phạm nhiều, thì đến nay đã giảm hẳn qua thời gian công tác tuần tra kiểm soát khép kinh địa bàn 24 24 trên trạm cảnh sát giao thông Cửa Ô Hưng Phú đã vừa nhắc nhở tuyên truyền về xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn. Cụ thể là trên tuyến quốc lộ 1 và tuyến Nguyễn Văn Linh thì có rất là nhiều là quán nhậu kinh doanh trên địa bàn này. Tuy nhiên thì qua kiểm tra hàng đêm thì khoảng một ca công tác có thể kiểm tra 30 đến 40 trường hợp nhưng mà chỉ có một hai trường hợp là vi phạm về nồng độ cồn. Số người có rượu bia điều khiển xe giảm hẳn, có các nguyên nhân, đó là mức phạt hành chính về hành vi điều khiển xe có nồng độ cồn cao, kèm theo chế tài tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 24 tháng. Mặt khác, cảnh sát giao thông bố trí kiểm tra thường xuyên trên các tuyến đường, cho nên việc lựa chọn phương án đi xe công cộng hoặc người thân chở về sau khi uống rượu bia được xem là biện pháp tối ưu, vừa không bị phạt giữ xe, tước bằng lái xe cũng vừa an toàn. Em thấy thì có rượu thì mình cũng không nên tham gia giao thông nếu mà có uống thì mình có thể đi taxi hoặc là kêu người thân lại trở về quận ninh kiều có số lượng nhà hàng quán ăn nhiều tập trung trên đường võ văn kiệt nguyễn văn linh nguyễn văn cừ trần văn khéo sau đợt ra quân kiểm tra quyết liệt của ngành chức năng để hỗ trợ và không mất khách các quán ăn dịch vụ ăn uống đều thực hiện việc đưa khách về tận nhà và giữ xe cho khách qua đêm nếu khách hàng sau khi uống rượu bia tại quán mà không có người thân đến chở về, sẽ được quán bố trí bảo vệ đưa về bằng xe mô tô, hoặc nếu có vài người thì sẽ được quán bố trí về nhà bằng xe taxi mà không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào. Khách mà có sỉnh sai đó, thì em sẽ đưa cho nhân viên đưa, đưa khách về. Và với trường hợp ví dụ như xa là trong ngõ Linh Kiều hoặc là cái găng cũng vậy, em sẽ cho khách cho nhân viên đưa khách về tận, tận nơi tận nhà. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng và sự hỗ trợ an toàn cho khách từ các nhà hàng, quán ăn cũng như ý thức người tham gia giao thông được nâng lên, nên tình hình tai nạn giao thông nhất là do rượu bia gây ra trong những tháng đầu năm trên địa bàn thành phố được kiềm chế. Riêng từ tháng 4 đến nay chưa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nào do người điều khiển xe có nồng độ cồn gây ra. Liên tục chương trình với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Ninh Kiều để tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Trong 20 năm thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các ban công tác mặt trận khu diện cư quy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tặng trên 6.800 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trị giá trên 975 triệu đồng. 20 năm qua, quận đã xây dựng và sửa chữa 979 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 18 tỷ đồng xóa lá thay tôn 449 căn trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hàng năm có trên 98% hộ gia đình được công nhận đạt gia đình văn hóa. Toàn quận có 71 trên 71 khu vực văn hóa, 11 trên 11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Từ đó để phản các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cứ phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này có 11 tập thể và 22 cá nhân được Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều biểu dương khen thưởng vì có thành tích trong triển khai thực hiện hiệu quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Công an quận Cái Răng vừa phối hợp cùng Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức ngày hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 9 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, Công an và Mặt trận Tổ quốc từ quận đến các phường phát động 100% phường khu vực đăng ký đạt chuẩn không tội phạm, không ma túy, không mại dâm. Trên 1.000 lượt cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn và an ninh trật tự. Năm nay, xây dựng được 159 mô hình dân dẫn khéo, trong đó có 25 mô hình trên lĩnh vực phòng chống tội phạm. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó các địa phương đều xây dựng phường an toàn và an ninh trật tự, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án chuyển quá địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại ba phường Hưng Phú, Hưng Thạnh và Phú Thứ. Ngoài ra, tổ chức thành công 50 lượt diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân phường đến khu vực thu hút gần 5.680 lượt người dân tham dự. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 10 năm qua được biểu dương, khen thưởng. Thông tin về kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, mới đây lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Nhân Ái. Đến nay trên địa bàn xã Nhân Ái có 2 hợp tác xã và 8 tổ hợp tác đăng ký một sản phẩm ưu cấp, bánh hội ưu sách. 3 trên 4 trường đại chuẩn quốc gia mức độ 1, thi chế văn hóa, y tế, môi trường, giao thông, thủy lợi phục vụ tốt nhu cầu đời sống nhân dân. Công tác chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính luôn tạo được sự hài lòng trong nhân dân. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Hiện xã Bi Khánh đang quy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã theo hướng, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời đang tập trung nâng chất 3 tiêu chí về thu nhập tổ chức sản xuất về y tế để hoàn thiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 2025, phương đấu được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Chi cục thuế khu vực Bình Thủy Ô Môn vừa tổ chức hội nghị triển khai quá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và triển khai chính sách thuế cho trên 50 công ty doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thủy và quận Ô Môn thuộc diện sử dụng quá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đại diện Chi cục thuế khu vực Bình Thủy Ô Môn đã giới thiệu đến các công ty doanh nghiệp về nội dung của Nghị định số 12 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, qua đó giúp người nộp thuế nắm bắt thông tin, tự giác thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn điện tử thông thường sang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Dịp này, công ty cổ phần MISA, trung tâm kinh doanh VNPT Cần Thơ, tập đoàn MobiFone, tập đoàn Viễn thông Viettel Cần Thơ cũng hướng dẫn các công ty doanh nghiệp sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cung cấp giải pháp thực hiện hóa đơn điện tử theo chương trình số hóa điện tử của chính phủ. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ung Môn vừa phối hợp cùng Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thế An tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có con là thanh niên tình nguyện tham gia nhập ngũ. Căn nhà được trao tặng cho hộ của ông Lê Thành Nghĩa, cư ngụ tại khu vực Thế Quả B, phường Thế An, kết cấu nền lót gạch, dết xây tường máy lập tôn. Tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng. Trong đó trích từ nguồn quỹ vì người nghèo của Quỹ ban Bờ Trần Tổ quốc Việt Nam, phường Thế An, 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp để căn nhà thêm khang trang. Từ đầu năm đến nay, Quỹ ban Bờ Trần Tổ quốc Việt Nam của Ngô Môn đã trao tặng được 14 căn nhà đại đoàn kết và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt.